Và xin được hoan chào mừng toàn thể các bạn, chúng ta đang đến với cuộc đối đầu buổi chiều ngày hôm nay, trận đấu giữa cao thủ Tân Long cùng với câu lạc bộ 286. Ngay lúc này đang là những thủ tục cuối cùng từ trọng tài để trận đấu ngày hôm nay được bắt đầu. Như vậy thì ngay lúc này tiếng còi từ trọng tài cũng đã vang lên và bắt đầu thời gian thi đấu chính thức của hiệp thi đấu đầu tiên. Lần đây là cơ hội và tỷ số là 1-0 dành cho cao thủ Tân Long. Và đó được dứt điểm từ vị trí của Huỳnh Đạt. Hoàn toàn là một pha dứt điểm đủ để đánh bại, lại tiếp tục có một bàn thắng tiếp theo nữa dành cho các thủ của đội bóng Tân Long. Một tình huống kiểm soát trước từ sự tốt từ thủ thành của câu lạc bộ 286. Hồi nhìn lại một lần nữa cơ hội vừa rồi của các thủ bên phía đội bóng Tân Long. Và chính xác thì bàn thắng là được thực hiện từ thủ thành Minh Hiếu. Đó được xoay sở và đứng bóng qua người. Và như vậy thì đã có ba thắng để rút ngắn tỷ số ngay lúc này dành cho câu lạc bộ 286. Một tình huống hoàn toàn là từ phía các thủ áo trắng. Và trận bóng cuối cùng là của Nguyễn Thịnh. Và đó được xử lý dành cho các thủ của câu lạc bộ Tân Long. Dường như là chưa đủ khoảng trống dành cho tình huống dâng cao vừa rồi của các thủ áo xanh đen. Lên đây là cơ hội vào. Tỷ số là 3-1 dành cho các thủ Tân Long. Một tình huống dứt điểm từ xa. Và lần này là pha lập bàn đến từ Minh Việt của các cầu thủ áo xanh đen. Đội vẫn chưa có pha kiểm soát tốt nhất từ bên lai của các thủ áo trắng. Không vào. Và còn như vậy thì vẫn có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ của đội bóng Tân Long. Một tình huống xử lý tốt của Cao Minh Hoàng. Có được bàn thắng thứ tư ở trong trận đấu này. Rồi một tình huống dứt điểm tốt của Cao Minh Hoàng. Đây là cơ hội phản công dành cho các thủ áo trắng vào. Như vậy thì đã có được 3 tấn để rút ngắn tỷ số dành cho các thủ 286. Vẫn là vị trí thi đấu của Nguyễn Thịnh. Có pha tranh chấp tốt trước thủ thành của các thủ Tân Long. Và trong khoảng thời gian chúng ta đang xem lại tình huống trước đó thì bên phía các thủ Tân Long lại có được cho mình bàn thắng tiếp theo. Và đó cũng là cú đúp bàn thắng của cầu thủ mang áo số 6 Huỳnh Đạt. Thắng bàn tỷ số đầu tiên dành cho trận đấu này cũng là xuất phát từ vị trí của Huỳnh Đạt. Rồi đó là một đường chuyền ngang tốt dành cho vị trí của Minh Việt. Vẫn là cơ hội. Lại có được bàn thắng tiếp theo dành cho cao thủ của câu lạc bộ Tân Long. Và đây là quả đá từ vị trí của Mai Bảo Duy. Cầu thủ mang áo số 37. Đúng bàn bóng từ thủ thành Minh Hiếu. Rất nguy hiểm và đó vẫn là một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Tân Long. Vẫn là thủ thành Minh Hiếu với cú đúp bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Hãy cùng nhìn lại ở tình huống vừa rồi. Sự che chắn và cũng như là tình huống xử lý đầy kinh nghiệm của Huỳnh Đạt. Đã là cao thủ của câu lạc bộ Tân Long không vào. Nhưng vẫn là một pha che chắn tốt của cao thủ áo xanh đen. Có được bàn thắng thứ 8 ở trong trận đấu này. Vẫn là vị trí của Mai Bảo Duy. Có được tình huống kiểm soát tốt nhất từ thủ thành của cao thủ 286. Đó là một quyết định từ điều chỉnh dành cho cao thủ của câu lạc bộ Tân Long, Cao Minh Hoàng. Như vậy thì ngay lúc này tỷ số lại đường nâng lên dành cho các thủ Tân Long. Quá tốt dành cho pha xử lý vừa rồi của là màn áo số 4 bên phía các thủ của câu lạc bộ Tân Long. Một cơ hội nữa dành cho các thủ Tân Long. Hoàn toàn là một tình huống xử lý chưa thực sự tốt của thủ thành bên phía câu lạc bộ 286. Mai Bảo Duy là người đã có cơ hội chạm bóng cuối cùng. Và một lần nữa thì tỷ số của trận đấu đã được nâng lên. Người đang đứng trước bóng đó là Gia Tuấn cùng với Thanh Chiết. Không được. Cao Minh Hoàng. Rất tốt dành cho những pha xử lý vừa rồi. Chất lượng một tình huống đã vượt qua hoàn toàn đối với thủ thành của các thủ 286 và là bàn thắng tiếp theo dành cho trận đấu này. Vẫn là những cơ hội tiếp theo dành cho các thủ Tân Long. Come on! Nhưng vẫn là một cơ hội tiếp theo để cho các thủ Tân Long mang lại cho mình bàn thắng. Một bàn thắng nữa của Mai Bảo Duy. Thủ mang áo số 37 của các thủ Tân Long đã có được một tình huống xuất hiện quá tốt. Khó khăn nhất định từ phía đội bóng áo trắng và là bàn thắng tiếp theo ngay lúc này dành cho cao thủ Tân Long. Đã quá tốt của Thanh Bình. Số 7 của cao thủ Tân Long đã có được một pha dứt điểm tốt và toàn có cơ hội thuận lợi để cho cao thủ của cao thủ Tân Long mang đến những bàn thắng tiếp theo. Lại có bàn thắng tiếp theo. Một bàn thắng nữa dành cho cao thủ của cao thủ Tân Long. Cùng nhìn lại tình huống vừa rồi. Bàn thắng vừa rồi là của Chí Tâm. Đã là bàn thắng thứ 15 dành cho các thủ của câu lạc bộ Tân Long. Quá nhiều những bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là tình huống dứt điểm của thủ mang áo số 17.
đó là vị trí của Chí Tâm. Đó là một tình huống xử lý hơi mạo hiểm, và đây là cơ hội không ơi. Quá đáng tiếc dành cho cao thủ 286 có được cơ hội để rút ngắn tỷ số và sốc dậy tinh thần. Vẫn có bàn thắng tiếp theo. Thì cùng nhìn lại cơ hội của các thủ Tân Lâm. Đó là đường truyền ngang, và dường như sự suy giảm về mặt nền tảng thể lực là một điều mà chúng ta đang thấy rất rõ thời điểm hiện tại từ phía đội hình của các thủ 286. Điều này sẽ là cuộc quay trở về, không vào. Là cơ hội xử lý tiếp theo dành cho các cầu thủ của Tân Long. Cảm ơn mừng của Cristiano Ronaldo của Thất Bình. Lại một bàn thắng nữa có được trong trận đấu ngày hôm nay dành cho cầu thủ của câu lạc bộ Tân Long. Sự kiểm soát đây là Minh Việt. Cơ hội tiếp theo vẫn là một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Tân Long. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2.